Từ đầu năm đến nay, các hiện tượng thời tiết cực đoan liên tiếp xảy ra, gây nhiều thiệt hại cho các địa phương trên địa bàn tỉnh. Công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai được triển khai khẩn trương hiệu quả, có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn. Trận lũ ống xảy ra vào đêm 12 tháng 9 tại xã Liên Minh, thị xã Sapa đã gây ra những thiệt hại vô cùng nặng nề, 14 người bị lũ cuốn, thương vong và mất tích. Nhiều tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng cũng bị trôi theo dòng lũ dữ. Ngay sau khi lũ tràn qua, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Liên Minh đã có mặt khẩn trương tham gia tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ người dân sơ tán người và tài sản. Tôi nhận được thông tin của người dân báo đến thì tôi đã điện trực tiếp bằng điện thoại cho đồng chí chỉ huy trưởng. Sau đó đồng chí chỉ huy trưởng giao nhiệm vụ cho tôi thông báo dân quân tại chỗ của các thôn có mặt tập trung để chia ra thành các lực lượng đi các hướng. Ngoài cái lực lượng ra thì còn huy động cả sức xe của nhân dân và các thầy cô giáo ở khu trung tâm địa phương. Lực lượng kiếm cứu nạn ở các vị trí mà xã đã huy động và sẽ có đến các vị trí đấy thì đều có đưa cơm nước phục vụ cho các lực lượng tại các vị trí đang tìm kiếm. Nhận thức rõ những khó khăn khi thiên tai xảy ra, đội xung kích phòng chống thiên tai tại các xã luôn nâng cao ý thức tập huấn, rèn luyện thường xuyên các kỹ năng ứng phó với thiên tai như cứu hộ, cứu nạn. Khi có thiên tai xảy ra, công tác an toàn cho những người tìm kiếm cũng luôn được quán triệt, đảm bảo thông tin liên lạc trong các nhóm, giữa các nhóm tham gia tìm kiếm và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp xã. Nhờ vậy, hoạt động của lực lượng này thời gian qua khá hiệu quả, được đánh giá cao. Trong thời gian vừa qua thì lực lượng xung kích ở tại cơ sở có thể nói rằng là phát huy rất tốt, trong đó là công tác chỉ huy tại chỗ, đấy, phối hợp hiệp đồng với các lực lượng rồi tham gia thực hiện nhiệm vụ ứng phó tìm kiếm và huy động sức dân cũng như là lực lượng phương tiện của người dân ngay tại địa bàn để tập trung cái sức người sức của cao nhất. Đến nay, 152 trên 152 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với gần 3.200 người, củng cố chất lượng hoạt động đội xung kích cấp xã với 11.500 người. Từ đầu năm đến nay, tỉnh cũng đã tổ chức 9 hội nghị tuyên truyền cho trên 600 thành viên các đội xung kích ở các địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai, chú trọng phát huy vai trò của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã là việc làm thiết thực và vô cùng hiệu quả, góp phần xây dựng vùng an toàn trước thiên tai.